Thử máy của phát điện của Ý rồi con, nhanh nhất là TF160 có đề nè. Con sạc bình chút đề cho dễ. TF160. Có đề luôn nha. 160. Tổ nước còn phá nước. GT155 đang kéo cũ 8,5 kg rồi con, rất ok. Có đề bọng đầy đủ luôn nha, nè đề thử rồi. Phải có người bé con. Có sạc bình luôn rồi con, có sạc bình kết hợp luôn. Đây, đầu nổ nè, cô ta cũng phát là cô ấy. Đây, Italia. 8,5 kg là 77 ampere, ghê không? Đây cái đầu nổ của Indo TF120 cũng là 8,5 kg luôn, của Ý, mẹ Ý, đẹp không? Đang nguyên bộ luôn con. Đây TF160 đang chạy cục 13 kg của Ý luôn. Đây là hàng của Ý rồi bà con, lắp ráp sản xuất Ý luôn nha, cục phát á. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp rồi con. Ý xài thiên phu luôn. Nguyên bộ con về xài thôi. Quá đã luôn nè. Rất đẹp nha. Nguyên bộ nó vậy hả? Có hai loại khung, một khung này nè, là khung có hộp bình ở dưới. Đây có hộp bình ở dưới nè. Mình để dưới luôn. Còn lỗ khung là mình để trên. Đây. Hai lỗ khung nha. Rồi con nào có dùng bạn luôn nha, 0886356707. Vô thử cục 5 kg luôn nha. 5 kg chưa giao luôn. Thử giống hôm qua kim điện giao. Rồi rồi, test hết rồi. Rồi ok giao. Với cục này gỡ giao luôn nè. Có vàng có đủ nha. Nó mới về đó. Hả? Mới về đó. Đây, bà con nào mua bộ mua bơm mua đi mua đi mua nha. Nhất là đây là TF120. Đây cô ta 155. Đây TF160 có đề rồi con. Đó thì bự luôn. Indonesia. Có đề ra đề kết hợp với sạc con có bấm đề là chạy thôi nè. Không. Nó có bấm đề vậy là chạy thôi. Nhất em. Bình có học ở dưới nó gọn rồi con. Bánh xe đẩy luôn. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Ý ở bên em gồm có là mẫu này là 6,5 kg, 8,5 kg, 10 kg và 12, 13 kg nha con. Với 15 kg là 15 kg là bao pha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Nhân ma luôn. Có đề luôn. Đề có thập với sạc luôn.
Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.